up tiền lên một chút. Nó chỉ được 10.000 thôi. Bắn cá trong con Ewin này khá là dễ nhá. Và link tải game thì mình cho anh em trải game trải nghiệm ở bên dưới anh em nhá. Khóa vào. Đấy, bắn cá này thì khi mà có nhiều người chơi ấy là có một cái lợi thế là rất là hay. Đấy, đó là khi mà có nhiều người chơi thì anh em có thể gọi là thấy bọn nó bám đít và mình kiếm. À, ví dụ như con cá sấu này thì nếu mà nó xuôi theo cái đường dưới này hơi khó đấy, ăn ngay. À, 44m ngay anh em thấy không? Mỗi phát mình chơi là hết 10k. Không biết có ăn được con rồng này không? Những con bé bé anh em tưởng nha nó không nổ tiền to nha, nhưng mà có khi nó nổ tiền to cực luôn. À, bây giờ mình chơi theo kiểu là anh em cứ vào anh em thấy, ví dụ nhiều người hiện tại đang chơi trong cùng một thời điểm ấy thì anh em chúng ta gọi là bám chúng ta chơi theo. Đây con này là như con này lại bỏ này, vừa kiếm được miếng bánh xong thì tự nhiên lại hụt. Xem ai súp ai sơi nha. Con cá này khá là ngon. Đây là mình chơi theo này nó như kiểu dắt mũi mình anh em ạ, hay là nó là gọi là nhà game nó vào nó kéo mình, kiểu gọi là đưa đẩy mình ấy. Được 1m rồi, ok. Bắn tiếp con này. Hộ bố mày bắn đi. Gớm. Lúc nổ thì ai ăn ai đành thôi, chịu. Lụng ngay. Hai trăm nghìn. Mẹ, lúc nãy kiếm được cái kèo kia ngon thế. Mẹ thằng giờ người này nó không hộ bắn thì khoai anh em ạ. Xong. Phí tiền không. Tóm lại vẫn lãi 1m anh em nhé. Lãi ngay 350k. Nói chung là trong cái tựa game bắn cá này ấy, thì anh em chúng ta cũng chỉ nên ăn non thôi. Bởi vì có thể anh em chúng ta sẽ rất là nhiều tiền đúng không? Nhưng mà chỉ cần một cái dây nó đỏ đỏ ấy, nó ăn được ấy là anh em nghỉ luôn. Chứ lai dai với game nó cũng khó anh em ạ. Bán con ông rời kia xem được bao tiền. Chưa thấy nổ nhá. 400.000. Xem con cá. Đây. Này mày đéo biết bắn bot siêu cấp thì đúng là ngu người. Đúng không? Đấy. Nó lên. Thằng rời kìa. Ông cảnh kia đi mẹ ngu thế nhỉ. Đừng bảo mày vào mày lại cướp thực của tao nha. Ôi, khó đấy anh em nhỉ. Cố đến phút cuối cùng nào. Đít mẹ đéo được rồi. Xương sậu rồi. Mẹ bố kia bố chơi những con nhỏ nhỏ anh em ạ. Bố kia bố chơi những con nhỏ nhỏ nên nó lại ăn nhá. Mình chơi con to từ nãy nhá là vẫn được ăn nhưng mà nó không đáng kể đâu nhá.
kiểu ông biết những cái điểm nào nên chơi ấy, là anh em chúng ta cứ nên chơi những con nhỏ nhỏ thôi và chúng ta set up tiền nó ít thôi nhá. Nó lụm được 2M nó rút rồi. Thôi bây giờ mình cũng phải rút đây anh em ơi. Bởi vì mình sẽ chờ những anh em mới vào và mình xem mấy anh em bắn là mình sẽ bắn theo thôi. Còn tầm này bảo thật thật sự với anh em luôn là ví dụ như mà mình thấy như vậy rồi đúng không? Và bây giờ vào mình tự chơi nó rất là khó để kiểm soát được. Tầm này hòa thì cũng ok, bởi vì thua thì nó mới đáng sợ, nhưng mà hòa thì chơi để hòa tôi nghĩ là đơn giản. Chơi thua thì nhiều người thua rồi, nhưng mà chơi để hòa ấy, nó cũng đơn giản thôi. Thôi thôi thôi, nghỉ nha anh em nha.